Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, vào giờ này đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm. Toàn thể Phật tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ, thành tâm cung thỉnh Thầy Quan Lâm Chánh Điện để ban bố cho chúng con thời kinh Lăng Nghiêm chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi đề nghị ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã để cung đón Thầy Quan Lâm. Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, trong mấy kỳ trước chúng ta đã học được một phần kinh Lăng Nghiêm. Mấy kỳ giảng vừa rồi thì chúng ta học đến cái phần thu 18 giới. Và chúng ta đã nói qua về cái phần thu được nhĩ giới, nhĩ thức giới. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ tiếp cái phần thu tỷ thức giới. Chúng tôi đọc phần chánh văn trước, chúng ta sẽ giảng sau. A Nan, lại như ông đã rõ, tỷ căn và hương trần làm duyên sinh ra tỷ thức. Thức đó là nhân nơi tỷ căn sinh, lấy tỷ căn làm giới. Hai, nhân nơi hương trần sinh, lấy hương trần làm giới. A Nan, nếu nhân nơi tỷ căn sinh ra thì trong tâm ông lấy cái gì làm tỷ căn? Lấy cái hình thịt như tướng hai móng tay,
lấy cái tính biết ngửi dao động làm tỷ căn. Nếu lấy cái hình tướng mũi thịt, lấy chất thịt là thân căn và biết của thân căn là cảm xúc. Đã gọi là thân căn thì phải chẳng phải tỷ căn, đã gọi là cảm xúc thì đó là xúc trần. Còn không có gì gọi là tỷ căn, do đâu mà lập thành giới? Nếu lấy cái biết ngửi mùi làm tỷ căn thì trong tâm ông lấy cái gì làm cái biết ngửi? Nếu lấy cái lỗ mũi hình thịt làm cái biết thì cái biết của lỗ mũi hình thịt là xúc trần chứ chẳng phải là tỷ căn. Nếu lấy hư không làm cái biết ngửi, hư không ắt tự biết, xác thịt của ông lẽ ra chẳng biết. Như thế đáng lẽ hư không là ông, thân ông nếu chẳng biết thì ông A Nan ngày nay đáng lẽ không còn nữa. Nếu lấy hương trần làm cái biết ngửi đã thuộc hương trần thì đâu có dính gì đến ông. Nếu mùi thơm hôi sinh nơi tỷ căn của ông thì hai thứ mùi thơm và mùi hôi kia chẳng phải sinh nơi cây y lan và cây chiên đàn. Nếu hai thứ thơm hôi chẳng đến thì ông tự ngửi cái mũi của ông là thơm hay là hôi. Nếu hôi thì chẳng phải thơm, thơm thì chẳng phải hôi. Nếu mùi thơm, mùi hôi cả hai đều biết ngửi thì một người ông lẽ ra có hai tỷ căn. Như thế đứng trước tôi hỏi đạo phải có hai ông A Nan, vậy cái nào là thể của ông? Nếu có một tỷ căn, mùi thơm, mùi hôi không hai, hôi đã là thơm, thơm lại thành hôi, không có hai tính thì do đâu mà thành lập giới? Nếu nhân nơi hương trần sinh tỷ thức, nhân hương trần mà có, như con mắt có cái thấy, như chẳng hay thấy được con mắt, vì tỷ thức nhân hương trần mà có thì đáng lẽ chẳng biết được hương trần. Nếu biết được hương trần thì chẳng phải do hương trần, nếu chẳng biết được hương trần thì chẳng phải tỷ thức. Hương trần thật không do biết mà có, thì cái giới của hương trần không thể thành lập. Tỷ thức nếu chẳng biết được hương trần thì nhân giới chẳng phải do hương trần mà kiến lập. Đã không do khoảng giữa, trong ngoài không thành lập thì cái tính ngửi kia rốt ráo đều giả dối. Thế nên phải biết tỷ căn hương trần làm duyên sinh ra trị thức. Ba xứ đều không thì tỷ thức, hương trần và hương giới cả ba vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Ở đây đến cái phần Đức Phật nói tới phần tỷ căn, tức là cái căn mũi của chúng ta. Căn mũi chúng ta Đức Phật diễn tả như hai cái ngón tay mà úp xuống, hai cánh mũi mình giống như hai ngón tay mà úp ngược xuống. Tức là ở đây Đức Phật nói là bây giờ cái tỷ căn của mình nó do đâu? Do một đó là từ cái hai ngón tay úp ngược xuống, hay là cái sự cái ngửi dao động gọi là tỷ căn của chúng ta. Thì Đức Phật lý luận thứ nhất á, thì nếu mà cái hình tướng của lỗ mũi thì đó là cái căn mũi, tức là cái thân căn, là thân căn. Còn cái thứ hai là cái mùi hôi thì cũng không phải là cái thân căn nữa. Thì trong cái tướng mũi chúng ta nó có một cái tướng của cái lỗ mũi thịt. Cái thứ hai là khi mà chúng ta chạm cái mùi thơm, mùi hôi á, thì cái đó gọi là cái xúc trần, là cái cảm xúc của chúng ta. Tức là cái lỗ mũi chúng ta cảm nhận được mùi thơm, cảm nhận được mùi hôi. Thì cái này là cái thân căn và cái xúc, chứ không phải gọi là cái tỷ căn, tức là tỷ căn chưa được thành lập. Nói tỷ căn tức là cái căn mà ngửi để biết mọi cái á, thì nó không phải là thành lập. Vì cái đó, cái lỗ mũi chúng ta là cái thân xác thịt, và cái cảm nhận để nhận cái khổ, nhận cái vui là cái xúc, cái xúc. Xúc tức là cái cảm nhận ở nơi cái thân căn của chúng ta. Thì từ cái lỗ mũi và có cái xúc chạm đó gọi là cái xúc, xúc trần, thì cái đó cũng không phải là cái tỷ căn nữa. Chúng ta nghe cái lý luận này nó hơi khô khan, đúng không? Thứ hai là nếu mà lấy cái biết ngửi làm mùi, biết ngửi mùi mà làm tỷ căn, ví dụ như giờ lỗ mũi chúng ta tự nhiên có cái mùi thơm bay qua,
thì chúng ta nhận biết đó là mùi thơm. Có mùi hôi bay qua thì chúng ta nhận biết đó mùi hôi. Thì ở đây Đức Phật nói là nếu mà bây giờ mình nhận cái biết ngửi mùi thơm, mùi hôi đó là làm cái căn, cái tỷ căn của mình, thì cái gì là cái ngửi mùi hôi và mùi thơm? Đức Phật lấy lệnh cho chúng ta nghe. Cái mũi thịt của chúng ta thì nó chắc chắn là nó không có được. Nếu mà lấy cái mũi hình thịt làm cái biết, thì cái biết của lỗ mũi hình thịt là xúc trần chứ không phải là tỷ căn, không? Tức là chúng ta có cái lỗ mũi thì cái gì chạm tới mình thì cái đó gọi là cái xúc trần, chứ cái đó không phải gọi là tỷ căn. Còn nếu lấy hư không làm cái biết ngửi thì hư không biết, chứ cái mùi hôi mùi thơm là hư không biết cũng chẳng dính gì thân của mình. Thì hai cái này nó cũng tách biệt với nhau, nó không phải là cái tỷ căn nữa. Còn nếu lấy cái hương trần mà làm tỷ căn á, thì cái hương đó làm tỷ căn, nó cái mùi thơm mùi hôi nó cũng chẳng dính gì tới thân của mình, cho nên cái tỷ căn nó cũng không phải nằm nơi hương trần. Thì vậy là cái mùi hôi từ cái cây y lan, rồi mùi thơm và mùi hôi kia từ những cái cây cỏ, những cái mùi từ bên ngoài tới, nó không có dính gì thân xác mình. Vì vậy tại sao mà mình cái lỗ mũi, mình có cái lỗ mũi ở đây và mình tiếp nhận được mùi hôi, tiếp nhận được mùi thơm, thì cái mùi thơm mùi hôi đó lấy cái gì làm cái căn cứ? Đây Đức Phật nói mùi hôi sinh nơi tỷ căn của ông, thì hai thứ mùi hôi và mùi thơm kia chẳng phải ở nơi cây và chẳng nơi chiên đàn. Tức là cây y lan là mùi hôi, chiên đàn là mùi thơm. Thì nếu nói là bây giờ cái lỗ mũi của mình á, nó tiếp nhận cái mùi hôi mùi thơm ở nơi cây chiên đàn và cây y lan, thì vậy là do cái mùi hôi mùi thơm nó sinh ra tỷ căn mình hay là do đâu? Nếu mà do mùi hôi mà sinh ra tỷ căn thì mùi hôi mùi thơm đó nó không phải ở cây chiên đàn, không phải cây y lan, gì nó là cái tỷ căn của mình. Còn lần này mùi hôi và mùi thơm nó xuất phát từ cây y lan và cây chiên đàn. Thì vậy là từ cái mùi của cây chiên đàn và cây y lan nó chạm tới cái lỗ mũi của chúng ta, rồi cái thức chúng ta nó mới bắt đầu nó phân biệt. Thì vậy là nếu mà nói mùi hôi mùi thơm này do đâu, nó xuất phát từ đâu thì nó không có căn cứ. Thì vậy là không thể xác định được cái tỷ căn nó xuất phát từ cái mùi hôi mùi thơm, cũng không phải xác định được cái tỷ căn nó xuất phát từ lỗ mũi. Ở đây Đức Phật nói tiếp, nếu mà hai thứ thơm thứ hôi chẳng đến thì ông tự ngửi cái mũi của ông thơm hay là hôi. Nếu hôi thì chẳng phải thơm, mà nếu thơm thì chẳng phải hôi. Tức là bản thân ở lỗ mũi của mình, nếu không có mùi hôi tới, tự mình ngồi không đây là mình không nghe mùi hôi, đúng không? Mình không có nghe cái mùi gì hết. Vậy là mình ngồi mình nghe lại cái lỗ mũi của mình là nó cũng chẳng phải có mùi. Và khi có cái mùi khác tới thì chúng ta nghe có mùi, khi không có mùi thì chúng ta nghe cái lỗ mũi chúng ta như vậy. Còn hoặc là nói về tỷ căn chúng ta nó thuộc về thơm thì nó vĩnh viễn nó thơm, mà có mùi hôi tới nó không biết. Hoặc là cái tỷ căn chúng ta thuộc về mùi thơm á, thì mùi hôi nó không hay biết. Đây là cái loại lý luận mà chúng ta nghe phải thật là kỹ á. Đến cái phần này là chúng ta thấy nó rất là khô khan rồi. Rồi Đức Phật nói tiếp là cái mùi thơm mùi hôi cả hai đều biết ngửi thì ông lẽ ra phải có hai tỷ căn. Tức là bây giờ mình lấy cái mùi làm tỷ căn, hoặc là mùi thơm làm tỷ căn của mình, hoặc là cái mùi hôi làm tỷ căn của mình. Thì vậy là nó mùi thơm làm tỷ hôi thì chúng ta là một người thơm, người luôn luôn biết thơm. Rồi hoặc là cái mùi hôi xảy ra nơi mình lấy cái mùi hôi làm tỷ căn của mình á, thì lại có thêm một người biết hôi nữa. Thì vậy là chúng ta một lượt là có hai cái người, tức là những người vừa biết thơm và một người vừa biết hôi là hai người. Thì vậy nó cũng không phải. Còn nếu có một cái tỷ căn thì mùi thơm mùi hôi không hai, thì cái hôi nó tự biến thành thơm và thơm tự biến thành hôi. Đây là một cái lối lý luận mà chúng ta thấy hết sức là khúc chiết. Thì nó không có ra cái tính cố định. Bây giờ nếu mà chúng ta nói là cái tỷ căn của mình á, nó thơm hôi nó không phải là hai. Không phải hai thì nó vừa cái mùi thơm nó vừa thành hôi và mùi hôi nó vừa biến thành thơm. Thì cả hai điều này nó cũng không phải nữa. Còn ở đây nếu mà chúng ta nói cái tỷ căn mà sanh nơi hương trần thì cái tỷ thức nhân nơi hương trần mà có, như con mắt có cái thấy nhưng chẳng hay thấy được con mắt, thì tỷ thức nhân nơi hương trần mà có thì đáng lẽ chẳng biết được hương trần. Giống như bây giờ chúng ta nói là cái thức phân biệt của chúng ta là nhân nơi cái hương trần mà có phân biệt, tức là tự nhiên có mùi hôi chúng ta mới phân biệt.
hoặc là có mùi thơm chúng ta mới phân biệt. Thì giống như con mắt vậy, con mắt chúng ta là khi thấy được sắc trần là sắc trần, không thấy được con mắt. Thì bây giờ nói nó là cái tỷ căn của chúng ta mà xuất phát từ cái hương trần. Thì đáng lý nó không biết được cái hương là mùi thơm mùi hôi. Như đằng này á, nó biết được cái mùi thơm mùi hôi thì vậy là cái tỷ căn, tức cái thức phân biệt của chúng ta nó không phải ở nơi hương trần. Vì cái hương trần là hương trần, còn cái thức là cái biết. Cái biết và cái hương trần hai cái này nó khác nhau, chứ không phải là cái do cái hương trần mà chúng ta mới có cái thức phân biệt. Thấy chưa? Lý luận này chúng ta nghe khó, khó vô cùng á. Cái đoạn này chúng ta phải nghe rất là kỹ. Thì bây giờ Đức Phật lý luận cái đoạn này như thế này. Tại vì mình hồi nãy giờ mình tìm là cái thức phân biệt đó, cái thức phân biệt có cái lỗ mũi nó nằm ở đâu, rồi là cái tỷ căn chúng ta nằm ở đâu. Thì Đức Phật lý luận là hồi nãy giờ cái lỗ mũi chúng ta là nó không có cái thức phân biệt rồi. Thì cái lỗ mũi giống như hình hai ngón tay cắm xuống, phải không? Hai cánh mũi giống như hình hai ngón tay cắm xuống là cái hình thịt. Nếu bây giờ nói cái thức phân biệt nó xuất phát từ cái hình thịt có lỗ mũi á, cứ có mùi hương tới lỗ mũi mà chúng ta biết phân biệt á, thì cái thân căn chúng ta, cái lỗ mũi thuộc về cái dạng của thân căn. Thì thân căn nó chỉ biết có cái xúc chạm, xúc trần, chứ nó không phải là cái thức phân biệt. Thấy chưa? Nó chỉ là cái xúc trần thôi. Còn nếu mà nói tới từ cái mùi hương á, do cái mùi hương mà có được cái tỷ căn này, thì như vậy là không có mùi hương là chúng ta sẽ không có thức phân biệt sao? Đó, cho nên nếu mà nói từ mùi hương mà có cái hương trần, đó nó mới sanh được cái tỷ căn của mình. Thì giống như con mắt là có cái tánh thấy, cho nên con mắt là nó thấy được sự vật, mà sự vật thì không có nhận biết được con mắt. Đằng này nếu mà nói là cái tỷ căn của mình, cái thức phân biệt của mình nó xuất phát từ cái hương trần á, thì giống như cái con mắt thấy vật mà vật không thấy lợn mắt, thì như vậy là chúng ta không có biết được cái mùi hương, nếu mùi hương mà xuất phát cái tỷ thức này. Rồi nếu biết được mùi hương thì chẳng phải do hương trần mà sanh. Tức là ngược lại, chúng ta hay biết được mùi hương, mùi thơm, mùi hôi chúng ta biết hết. Thì vậy là Đức Phật xác định rằng cái thức chúng ta phân biệt không phải xuất phát từ cái mùi hương thơm, không phải xuất phát từ mùi hương thơm. Như vậy là hương trần thật không do biết mà có. Cái giới của hương trần không thể thành lập. Tỷ thức nếu chẳng biết được hương trần thì nhân nơi giới chẳng phải do hương trần mà kiến lập. Tức là Đức Phật kết luận là cái hương trần thật không do cái biết mà có. Vì cái biết giới của hương trần không thể được thành lập. Bây giờ Đức Phật lại xác định, tức là bây giờ trong cái đoạn này là Đức Phật thu tất cả những cái giới, tức là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới và thức giới. Trong ba cái đó nó là không. Cho nên Đức Phật lý luận để cho chúng ta thấy rằng, thứ nhất là không phải do cái lỗ mũi mà có cái thức phân biệt. Thứ hai là cái mùi hương không phải từ cái mùi hương mà sanh ra cái thức phân biệt, mà do cái căn chúng ta, tức là chúng ta đã có cái lỗ mũi, tức là cái căn, thì khi tiếp xúc với mùi hương là nó sanh ra cái thức giới. Cả ba cái này nó hòa hợp mới thành giới. Thì cái giới đó nó không phải là ở khoảng giữa, không phải là ở trong, mà cũng không phải ở ngoài. Tức có nghĩa là nó ở đâu? Bây giờ nó không phải cái thức giới, nó không phải do cái mùi hương mà có rồi. Tức là chúng ta không phải từ cái mùi hương mà chúng ta có cái sự phân biệt cái mùi hương đó. Nó không phải do cái lỗ mũi của mình. Và nó không phải ở trong, không phải ở ngoài, nó cũng không phải ở đoạn giữa. Thế nên là phải biết tỷ căn hương trần làm duyên sanh tỷ thức, ba thứ đều là không. Tức là Đức Phật muốn kết luận cái thức này nó không có một vị trí cố định nào, do tỷ căn chúng ta, do cái hương trần duyên với nhau thì cái thức giới bắt đầu có sự phân biệt, chứ cái thức giới không nằm ở đâu hết. Và ba thứ này đều vốn là không, hương trần giới cái ba vốn không, thì không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Mà không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, không phải ở trong, không phải ở ngoài, và cũng không phải ở đoạn giữa. Mà có cái không có ở trong, cái không ngoài, không đoạn giữa, cái đó nhận biết rõ tất cả mùi vị thì đó gọi là tỷ thức. Nghĩa là bây giờ chúng ta mặc dù chúng ta đang biết mùi, nhưng bây giờ chúng ta xác định là cái biết mùi đó nằm ở đâu.
Vậy thì Đức Phật lý luận là cái biết mùi đó không phải nằm lỗ mũi. Nếu mà nhà không có cái mùi hương thì lỗ mũi chúng ta không biết cái gì, không? Không có mùi hôi, mùi thơm, lỗ mũi chúng ta không biết cái gì. Bây giờ chúng ta nói nhân cái mùi hơi thơm hoặc là mùi hôi thì chúng ta mới có cái sự phân biệt. Và nếu như cái phân biệt nó xuất phát từ mùi thơm, mùi hôi thì chính mùi thơm, mùi hôi nó biết. Thì chúng ta không thể biết được mùi thơm, mùi hôi. Đằng này chúng ta biết được mùi thơm, mùi hôi. Thì vậy là mùi thơm, mùi hôi là không phải nó xuất phát cái sự phân biệt này. Hoặc là cái biết mùi thơm, mùi hôi nó là hư không, thì hư không biết là cái thân chúng ta không biết, vân vân. Đức Phật lý luận một vòng kết luận rằng cái tỷ căn ở chúng ta là do sự duyên nhau của cái tỷ căn và trần, rồi phát sinh cái thức giới. Cái ba cái này nó không có cái gì cố định, nó không có thật, nó là không. Và Đức Phật ở đây nói nó không phải cái tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Nhưng mà ở đây Đức Phật chưa kết luận là nó trùm khắp pháp giới. Cái câu đó là chưa có, nhưng đoạn sau là Đức Phật sẽ nói điều này. Tức là không phải do nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Nếu lấy cái này nhân cái kia nhân cái nọ mà sanh cái thức giới, điều đó Đức Phật bác là không phải. Nhưng mà nói tự nhiên nó có biết cái mùi tho hôi hoặc tự nhiên nó biết mùi thơm thì cũng không phải. Tại vì nó vừa biết thơm mà nó vừa biết hôi thì không phải là tự nhiên biết một mùi. Mà chính bản thân nó biết được cái thơm, nó biết được cái hôi, nó biết được cái mùi này, nó biết được mùi kia, vân vân. Thì vậy là cái tính nó không phải là tự nhiên, mà do nhân duyên cũng không phải, và cũng không phải do tự nhiên. Đức Phật muốn lý luận để chúng ta thấy rõ điều này. Mà nó vốn là không, mà nó lại gì? Là trùm khắp pháp giới, do cái nghiệp cảm của chúng ta mà nhận biết thành mùi thơm mùi hôi. Nghiệp cảm riêng của từng người. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây, thì có người ngồi trong chỗ này, chúng ta nghe một cái mùi nó khác cái người ngồi kế bên cạnh chúng ta. Mỗi người đều ngồi đây hít thở trong cái không khí này, chúng ta đều có một cái cảm nhận tốt và cảm nhận xấu khác nhau ngay tại đây. Và chúng ta thích cái mùi này, chúng ta không thích mùi kia, đó là cái nghiệp cảm riêng của mình. Thì vậy là nó không phải nhân cái mùi đó mà nó sanh cái đó cố định tại nơi đây. Vì chúng ta cảm khác với người bên cạnh mặc dù nằm trong không gian này, thì cái mùi đó không có nhân cái nơi mùi đó mà sanh ra tỷ thức của mình, mà do cái tỷ thức chúng ta nó duyên với cái mùi hương đó, thì cái thức nó bắt đầu nó phân biệt. Cả ba cái đó nó không có một cái gì giới hạn, mà nó lại là cái trùm khắp không gian này. Thì tùy theo nghiệp chúng ta cảm nhận khác nhau thôi. Đó là cái ý của cái đoạn mà phân biệt cái thiệt thức. Tới cái phần thứ tư là thu thiệt thức giới. A Nan, nếu như ông đã rõ thiệt căn vị trần làm duyên sinh ra thiệt thức, thức đó là nhân thiệt căn sinh, lấy thiệt căn làm giới, hay nhân vị trần sinh, lấy vị trần làm giới. A Nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra thì các thứ trong thế gian như là cam giá, là ô mai, là hoàng liên, là thạch diêm, là tế tân, là gừng, là quế đều không có vị. Vậy ông tự nếm cái lưỡi xem là vị ngọt hay là vị đắng. Nếu tính cái lưỡi là đắng thì lấy cái gì mà biết cái lưỡi? Cái lưỡi chẳng tự nếm thì lấy cái gì mà có cảm giác? Cái tính cái lưỡi chẳng phải đắng, vị trần tự chẳng sinh thì làm sao lập giới? Nếu nhân nơi vị sinh thì thiệt thức tự là vị đồng với thiệt căn. Đáng lẽ không tự nếm, làm sao rõ biết được có vị hay không vị? Lại tất cả các vị không phải một vật sinh ra, vị đã do nhiều vật sinh, thì thiệt thức lẽ ra phải có nhiều thể. Thức thể nếu chỉ có một, thì thể ấy phải do vị trần sinh. Vậy các vị mặn, lạc, ngọt, cay hòa hợp chung sinh, thì các tướng khác nhau biến đổi đồng là một vị. Đáng lẽ không phân biệt được, đã không phân biệt thì không gọi là thức, làm sao gọi là vị thiệt thức giới được? Chẳng lẽ hư không sanh ra tâm thức của ông? Thiệt căn vị trần hòa hợp sinh thì cái thức ở giữa vốn không tự tính, làm sao lập thành giới? Thế nên phải biết thiệt căn vị trần làm duyên sinh ra thiệt thức, ba chỗ đều không thì thiệt căn vị trần và thiệt thức giới cả ba vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Này, Đức Phật nói tới cái thiệt căn tức là cái lưỡi của chúng ta. Thì chúng ta cũng thừa biết là khi cái lưỡi chúng ta nó xúc chạm tới một cái vị nào đó thì nó sanh ra cái thức phân biệt. Ví dụ như bây giờ chúng ta bỏ cục muối vô lưỡi thì mình nghe nó mặn,
bỏ cục đường vô lưỡi thì chúng ta nghe nó ngọt, bỏ nó ớt vô lưỡi chúng ta nghe nó cay, không? Bỏ cái vị hoàng liên vô lưỡi chúng ta nghe nó đắng, ví dụ vậy. Thì vậy là khi cái căn và trần tiếp xúc với nhau nó mới sanh ra cái thiệt thức, ba cái này nó duyên nhau. Thì ở đây Đức Phật muốn xác định coi là cái thiệt căn này lấy cái gì làm giới, lấy cái gì làm giới, tức là lấy cái gì là cái quy định, cái khu biệt nó trở lại. Nếu mà cái đây thứ nhất Đức Phật nói là nó do cái thiệt căn sinh ra, thì các thứ trong thế gian như là cam giá, như ô mai là vị chua, hoàng liên là vị đắng, thạch diêm là vị ngọt, tế tân là vị gừng, là vị cay, vân vân. Thì vậy là trong tất cả các vị mà chúng ta nếm á, thì nếu mà chúng ta nói từ cái vị sanh ra, thì cái vị sanh ra thì cái lưỡi chúng ta lý ưng là không biết, nhưng lần này cái lưỡi chúng ta đã biết là ngọt, là đắng, là chua, là cay, vân vân. Thì cái này không phải từ cái vị sanh ra, mà cái căn chúng ta mới chạm tới những vị này, chúng ta mới biết được cái mùi của cái vị đắng, vị ngọt. Bây giờ Đức Phật nói nếu lấy cái lưỡi là đắng á, thì lấy cái gì để biết cái lưỡi? Bây giờ nếu mà mình nói cái lý luận thứ nhất là Đức Phật nói từ cái vị đắng, vị ngọt sanh ra cái lưỡi đi, thì chúng ta lấy cái gì để biết cái lưỡi của mình? Nhưng mà chúng ta vẫn biết cái lưỡi, trong khi cái lưỡi chúng ta không có vị ngọt, thì chúng ta biết là cái vị không ngọt nó có nơi lưỡi của mình. Rồi cái lưỡi chúng ta không có vị mặn thì chúng ta cũng liền biết là không có vị mặn nó có nơi lưỡi của mình. Thì vậy là cái phần thứ nhất nói cái vị đó đó là nó sanh ra cái thức thì không phải. Không, cái vị nó sanh ra thức thì không phải. Thứ hai, nếu mà từ cái lưỡi nó sanh ra cái sự phân biệt mùi vị, thì bản thân cái lưỡi nó sanh ra ngọt, nó đắng, mặn, nó nồng, chứ không cần tới cái gì bên ngoài đưa vào. Thật ra từ cái bên ngoài đưa vào thì cái đó không phải là vị thức của mình, không phải là thiệt thức của mình. Bản thân cái lưỡi không phải là thiệt thức. Rồi lấy từ bên ngoài vào cũng không phải là thiệt thức, mà do cái vị chạm tới cái lưỡi chúng ta thì mới có sự phân biệt. Đó là cái ý Đức Phật nói như vậy. Ở đây Đức Phật lý luận nếu mà nhân nơi vị sinh thì thiệt thức là đồng với thiệt căn, tức là từ nơi vị mà sinh đó, thì cái thức và cái căn đồng nhau, cho nên là không thể nhận biết được cái gì. Rồi lại tất cả các vị không phải là một vật sinh ra, mà vị là do nhiều vật sinh ra, thì thiệt thức lẽ ra phải có nhiều thể. Tức là nếu mà cái thiệt thức chúng ta từ mà cái vị ngọt, vị đắng, vị nồng mà sanh ra, thì cái mỗi một vị là một vật. Mà nếu như giờ cái phân biệt chúng ta mà từ cái vật sanh ra rồi, thì vậy là nó có rất là nhiều thể chứ không phải là một thể. Ví dụ như bây giờ nó là thể ngọt, hoặc là nó là thể đắng, nó là thể mặn, nó là thể cay, nó là thể chua, vân vân. Thì nếu cái thiệt thức chúng ta sanh ra từ vị thì chúng ta có rất là nhiều thể, thì có rất là nhiều người để biết, chứ không phải là một mình ta mà biết hết tất cả các mùi, biết hết tất cả các vị, không? Mặn, ngọt, chua, cay, nồng gì đó, chát gì đó chúng ta sẽ biết hết. Như vậy nói là từ vị mà sanh ra cái thức thì hoàn toàn không phải. Vì là thức thể nếu có một thì cái thể ấy phải do vị trần sanh. Vậy các vị mặn, lạc, ngọt, cay hòa hợp chung và các tướng khác nhau biến đổi đồng là một vị, đáng lẽ không phân biệt được. Đó, Đức Phật đang lý ví dụ cho chúng ta là nếu mà cái thức từ vị sanh á, thì tất cả các vị đều gom lại, chúng ta không thể phân biệt cái nào là mặn, cái nào là chua, cái nào là cay, cái nào là nồng, cái nào là chát, vân vân, chúng ta không thể phân biệt được. Đó là cái phần Đức Phật lý luận cái phân biệt ở nơi vị, nơi lưỡi chúng ta. Phân biệt nơi thiệt thức chúng ta là không phải xuất phát từ cái ngoại vật. Thì không phải do lưỡi của mình, không phải do ngoại vật sinh, thì chẳng lẽ là do hư không? Mà nếu mà do từ hư không sinh ra đó thì chúng ta hoàn toàn không biết. Thì vậy là Đức Phật kết luận là cái thiệt căn vị trần hòa hợp thì mới bắt đầu phát sinh cái thiệt thức của mình. Thì nếu như có cái này cái kia nó hòa hợp lại mới phát sinh đó, thì cái thiệt thức là không cố định, là không, là vốn không. Nếu không có sự hòa hợp thì sẽ không có cái sự phân biệt nơi vị. Không có sự hòa hợp sẽ không có phân biệt nơi vị. Thì do có cái này cái kia,
cái nào nó hợp nhau, nó tạo thành cái duyên để mới có thể sanh ra cái sự phân biệt nơi vị của mình. Thì cả ba cái này là không. Nó không có ở nơi cái tự thức của mình, nó không có nơi cái lưỡi của mình, nó không phải là nằm ở nơi sự vật. Nhưng ba cái này gặp lại là nó tạm có, nó tạm có. Cho nên cái tánh nó vốn là không. Nên Đức Phật muốn lý luận để chúng ta biết cái điều đó. Thiệt căn vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức, ba chỗ này là không. Thì thiệt căn vị trần và thiệt thức, cả ba vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Ba cái này nó không phải nó hợp nhau để thành. Tại vì khi mà chúng ta nếm vị á, thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái vị đó không có nằm nơi lưỡi, không có nằm nơi vật, mà có cái sự phân biệt. Bây giờ ngay khi mà chúng ta nếm vị, chúng ta nói là cái này là cái vị đắng. Nếu vị đắng nó không có chạm nơi lưỡi chúng ta, nó thành đắng không? Chúng ta không biết được cái vị đắng đó. Và là chúng ta có cái lưỡi không thì hoàn toàn không có vị đắng. Mà có cái đắng không thì nó không có dính gì tới lưỡi, thành ra chúng ta không biết. Cho nên cái đắng nó chạm tới cái lưỡi thì mình mới biết. Thì khi mà cái đắng chạm lưỡi thì chúng ta có cái thức phân biệt. Còn cái đắng nó qua rồi thì cái thức phân biệt ở nơi cái lưỡi, cái thức phân biệt về cái đắng nó cũng hoàn toàn không có. Cái ngọt nó cũng vậy. Thì vậy là do cái vị trần chạm tới cái lưỡi của mình là mình phát sinh cái phân biệt. Phát sinh cái phân biệt thì cả ba cái này nó là không thật, không phải do nhân duyên, nó cũng không phải do tự nhiên. Đến phần thứ năm là thu thân thức giới. A Nan, như ông đã rõ, thân căn và xúc trần làm duyên sinh ra thân thức. Thức này lại là nhân thân căn sinh, lấy thân căn làm giới, hay nhân xúc trần sinh, lấy xúc trần làm giới. A Nan, nếu nhân thân căn sinh ra, hẳn không có hai duyên cảm xúc hiệp và ly. Vậy thân căn làm sao biết được? Nếu nhân nơi xúc trần sinh ra, ắt không có thân căn của ông. Vậy ai không có thân căn mà biết ly biết hợp? A Nan, vật không biết cảm xúc, thân căn có biết mới là có cảm xúc. Tức nơi cảm xúc mà biết có thân căn, tức nơi thân căn mà biết có cảm xúc, tức cảm xúc không phải là thân căn, tức thân căn không phải là cảm xúc. Cả hai tướng thân căn và cảm xúc trần vốn không có xứ sở. Nếu xúc trần hợp với thân căn, tức là tự thể của thân căn, nếu rời thân căn thì như các tướng hư không. Nội căn ngoại trần đã không thành thì làm sao lập được cái thức ở chính giữa? Cái thức ở giữa không lập được thì nội căn ngoại trần bản tính cũng rỗng không. Vậy cái thức của ông sinh ra do đâu mà lập thành giới? Thế nên phải biết thân căn xúc trần làm duyên sinh ra thân thức giới. Ba thứ đều không thì thân căn xúc trần và thân thức giới, cả ba vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chúng ta đọc cái này giống đọc thần chú. Cái này nếu mà thật sự không phải là người tu nghe cái này chán, nghe ngồi bỏ mất. Nhưng mà khi chúng ta nghe được điều này rồi á, thì chúng ta thấu rõ được điều này, nó có một cái điều hay á, là mỗi khi chúng ta xúc chạm, chúng ta ngửi mùi, mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, tự động chúng ta nhận ra được cái không của nó. Cái ý này Đức Phật phân biệt để Đức Phật thấy rằng nơi lục căn mà tiếp xúc lục trần để thành cái lục thức đó, nó vốn là không. Ý chính của Đức Phật là như vậy thôi, nhưng mà lý luận tùm lum như vậy để chúng ta nhận ra được từng cái căn một của mình, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân căn của chúng ta. Nó không có phải từ cái này nó sanh, hoặc là không phải từ cái kia sanh một cách cố định, mà do cái này nhân cái này nhân cái kia, nó hòa hợp, nó xúc chạm nhau mới sanh ra. Thì ở đây Đức Phật lại nói tới cái phần thân của mình. Ví dụ như thân chúng ta chạm, bây giờ chúng ta ngồi chúng ta nghe nóng, thì cái nóng đó nó không phải xuất phát từ thân của chúng ta, không phải xuất phát từ khí nóng bên ngoài, không phải là do cái thân của mình tự thanh sanh nóng, cũng không phải do cái khí hậu bên ngoài làm cho chúng ta xúc chạm tới cái nóng đó, hoặc là chúng ta xúc chạm tới cái lạnh đó. Ở đây Đức Phật nói là nếu cái thân giới của mình á, mà nhân nó thân căn sinh, thì hẳn không có hai duyên cảm xúc hiệp và ly. Tức là từ cái thân mình mà nó sanh ra cảm xúc thì không có cái hiệp, tức là cái hòa hợp đụng với cái thân của mình, và không có cái tách rời, tức là bây giờ mình nóng rồi hồi mình hết nóng. Thì nếu là nhân nơi thân căn thì cái đó nó vốn tự nóng và nó tự mất, nó không có hiệp và không có ly như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là nhân nơi xúc trần mà sinh á, tức là
do chạm tới cái thân mà nó mới có. Chứ còn từ cái thân thì không tự sinh ra nóng lạnh, mà cái thân chúng ta phải chạm tới cái nóng lạnh thì cái thân chúng ta mới biết. Đó là cái ý thứ nhất Đức Phật nói như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói tiếp cái thứ hai, khi chúng ta xúc chạm, khi chúng ta xúc chạm thì cái xúc chạm đó thì nó không xuất phát từ thân căn. Nếu mà thân căn không thì sẽ không có cái nóng lạnh. Còn bây giờ có cái nóng lạnh thì biết cái nóng lạnh đó không phải xuất phát từ cái thân này rồi, không phải xuất phát từ thân căn của ông. Vậy nếu mà không cái xúc chạm không có từ cái thân căn á, thì nếu như chúng ta không có thân thì chúng ta không có thể biết được cái nóng lạnh. Đằng này chúng ta có cái biết được nóng lạnh nó xuất phát từ cái thân này, thì vậy là từ thân cũng không xuất phát từ nóng lạnh, mà cái nóng lạnh cũng không xuất phát từ thân. Hai cái này nó không có dính gì nhau. Nhưng mà có cái nóng lạnh và có cái thân thì nó sẽ có sự xúc chạm. Đó, ý Đức Phật muốn nói cái bằng đó. Thì vậy là do chúng ta có thân và có cái nóng lạnh bên ngoài, có cái trơn lắm lén bên ngoài để cái thân chúng ta nó xúc chạm, thì lúc đó cái phân biệt nơi cái thân của mình nó bắt đầu nó phát sanh. Tức là ngồi đây chúng ta có cái cảm nhận nóng, ngồi đây chúng ta có cái cảm nhận lạnh, ngồi đây chúng ta có cái cảm nhận khó chịu. Tức là thân chúng ta lúc này nó có xúc chạm với một cái vật bên ngoài, với cái khí hậu bên ngoài, với một cái gì ở bên ngoài đó, thì nó mới sanh cái thức phân biệt là dễ chịu hay khó chịu nơi thân của mình. Đức Phật nói tức một loạt những cái tức. Tức nơi cảm xúc mà biết có thân căn, tức nơi thân căn mà biết có cảm xúc, tức nơi cảm xúc không phải là thân căn, tức nơi thân căn không phải là cảm xúc, cả hai tướng thân căn và cảm xúc trần vốn không có xứ sở. Tức là bây giờ Đức Phật nói là từ ở nơi cảm xúc mà chúng ta biết được mình có thân căn, từ ở nơi thân căn mà chúng ta có được cái cảm xúc. Tức là bây giờ chúng ta có cảm xúc nóng, cảm xúc lạnh, do cái cảm xúc nóng, cảm xúc lạnh mà chúng ta nhận biết được mình có cái thân căn. Và ngược lại, do chúng ta có cái thân căn cho nên chúng ta mới nhận được cái cảm xúc nóng lạnh này. Thì vậy là tức cái cảm xúc đó, cái cảm xúc thì không phải là thân căn, và cái thân căn thì không phải là cảm xúc. Thân căn là thân căn, cảm xúc là cảm xúc, hai khác khác nhau. Nhưng mà nhờ có thân căn chúng ta biết là cảm xúc, nhờ cảm xúc chúng ta biết là thân căn. Thì vậy là cả hai cái tướng thân căn và cảm xúc này nó không có một xứ sở cố định. Cảm xúc này nó không có đâu rõ ràng. Ví dụ như mình ngồi đây mà nghe nóng, bước ra mình kia mình nghe mát, rồi lại lần kia một chút mình nghe lạnh, rồi lại một chút nữa mình nghe nó dễ chịu, lần chút nữa mình nghe khó chịu. Tức là nó không có một cái xứ sở cố định khi cái cảm xúc chúng ta xúc chạm từng hoàn cảnh khác nhau, nó không có rõ ràng. Thì cái thân chúng ta nó gặp mỗi một hoàn cảnh là nó tiếp nhận mỗi một cái kiểu khác nhau, mỗi cái cảm xúc khác nhau. Thì cảm xúc nó không phải là thân căn, cảm xúc nóng, cảm xúc lạnh nó không phải là thân căn. Mà nếu không có thân căn thì sẽ không có cảm xúc. Kiểu lý luận chúng ta đấy, vòng qua lòng lại để thấy rằng cái thân của mình và cái cảm xúc nó là cái gì, nó không có xứ sở, nó không có rõ ràng, nó không có cố định, nó không có cố định, nó không có cố định nóng, nó không có cố định lạnh, nó cái này hoàn toàn không có. Nếu mà xúc trần hợp với thân căn, tức là lúc này chúng ta chạm tới cái nóng, chúng ta vừa cảm nhận cái nóng, lúc này chúng ta hợp với cái lạnh, chúng ta vừa cảm nhận cái lạnh, lúc này thân chúng ta chạm tới cái trơn, chúng ta cảm nhận cái trơn, chạm tới cái lén, chúng ta cảm nhận cái lén, chạm tới cái dễ chịu, chúng ta cảm nhận cái dễ chịu, vân vân. Thì vậy là do cái sự mà hòa hợp, lúc nào đó thì xảy ra cái cảm xúc, và lúc cảm xúc xảy ra là sẽ có một sự phân biệt. Thì mỗi cái cảm xúc sai biệt nhau từng cái thời khắc một là thân căn chúng ta, để chúng ta có một sự cảm nhận khác nhau, để chúng ta sanh một cái thức phân biệt khác nhau. Thì ở đây Đức Phật nói là cái nội tức là cái thân căn của mình, cái ngoại là cái cảm xúc, nó sẽ không thành. Tại vì cả hai nó không có một xứ sở cố định, cho nên không biết nó là cái gì, nó không thể thành cái gì được. Thì không thể lập được cái thức ở giữa, do cái hòa hợp nhất thời mà nó tạm có mà thôi. Thì cái nội căn và cái ngoại giới á, nó không thành lập thì nó sẽ không có cái thức phân biệt. Nội căn ngoại trần bản tính nó vốn là không, thì cái thức của ông sinh ra do đâu mà thành lập giới? Thì là nội căn cũng là không, rồi cái trần nó cũng là không. Để cái thức nó không có một chỗ phân biệt cố định thì là thức không được thành lập, nó sẽ không tạo thành cái giới. Thì như vậy là Đức Phật kết luận rằng nếu mà cái thân căn, cái xúc trần làm duyên để sanh thức giới, cả ba này vốn là không. Thân căn, xúc trần và giới này nó không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên. Đến cái phần thứ sáu,
A Nan, như ông đã rõ ý căn pháp trần làm duyên sanh ra ý thức. Thức này nhân ý căn sinh, lấy ý căn làm giới, nhân ra pháp trần sinh, lấy pháp trần làm giới. A Nan, nếu nhân ý căn sinh thì ở trong ý ông ắt có suy nghĩ mới phát minh được ý của ông. Nếu không có pháp trần ở trước thì ý ông không thể sinh được. Rời duyên trần, ý căn còn không có hình tướng thì ý thức sẽ dùng vào việc gì? Lại cái thức tâm của ông cùng với các suy tính so đo và tính phân biệt là đồng nhau hay là khác nhau? Nếu đồng với ý căn, tức là ý căn rồi, làm sao do ý căn mà sinh? Nếu khác ý căn, tức chẳng phải đồng, thì lẽ ra không còn phân biệt. Nếu không còn phân biệt, làm sao gọi là ý căn sinh? Nếu có phân biệt thì làm sao nhận biết ý căn được? Chỉ có hai tính đồng và khác không thành lập thì giới nhân đâu mà lập? Nếu nhân ra pháp trần mà sinh ra thì các pháp trong thế gian chẳng rời năm trần. Ông hãy xét các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc có tướng trạng rõ ràng, do đối với năm căn đều chẳng thuộc về phần thu nạp của ý căn. Nếu ý thức của ông quyết định là nương với pháp trần mà sinh, nay ông hãy xét cho kỹ trong mỗi pháp có tướng trạng gì. Nếu rời sắc, không, động, tịnh, thông, bích, hợp, ly, sinh diệt vượt ngoài các tướng này thì rốt ráo không thành một pháp nào cả. Lại sinh thì các pháp sắc không đều sinh, diệt thì các pháp sắc không đều diệt. Nguyên nhân đã không thì cái thức do đó sinh ra còn có hình tướng gì? Hình tướng chẳng có thì làm sao lập thành giới? Thế nên phải biết ý căn, pháp trần, duyên sinh ra ý thức giới. Ba chỗ đều không thì ý căn, pháp trần và ý thức giới cả ba vốn chẳng phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Ở đây chúng ta, Đức Phật nói tới cái phần ý căn của mình. Tức là bên ngoài chúng ta là mắt chúng ta thấy sắc, nè, tai chúng ta nghe tiếng, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm vị và thân chúng ta xúc chạm là năm căn tiếp xúc năm trần. Là ở bên ngoài. Còn cái phần ý căn của chúng ta là cái khởi nghĩ ở trong duy thức, gọi là cái lạc tạ ảnh tử. Lạc tạ ảnh tử tức là chúng ta có một cái loại ý căn ở bên trong. Cái căn gọi là, cái này gọi là tịnh sắc căn. Còn mắt tai mũi lưỡi thân chúng ta là phù trần căn. Phù trần căn, cái từ của trong duy thức nó kêu là gì? Bây giờ là cái ý căn của chúng ta là nó tiềm ẩn ở bên trong, mà mắt bình thường chúng ta không thấy được, gọi là tịnh sắc căn. Còn mắt chúng ta có thể thấy được, gọi là phù trần căn. Mắt tai mũi lưỡi thân gọi là phù trần căn, là năm căn ở ngoài. Còn ý căn là cái gì nó tàn ẩn ở bên trong á. Mà ý căn của chúng ta là mỗi lần chúng ta tiếp xúc với một cái gì đó thì nó sanh ra cái hình tướng đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một hình sắc gì đó đẹp rồi thôi, thì vậy là hồi chúng ta ngồi lại thì cái đó nó sanh ra trên trong não bộ của mình, sanh ra trong đầu của mình, là cái hình nó sanh ra trong đầu của chúng ta. Thì khi mà cái hình nó sanh ra trong đầu chúng ta thì chúng ta liền có một cái sự phân biệt là cái hình này nó đẹp nè, hình này nó xấu nè, gọi là cái thức, ý thức bắt đầu phân biệt cái hình dáng của cái sắc trần có trong tâm chúng ta đẹp hay là xấu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta nghe một cái âm thanh nào đó, thì nghe xong âm thanh đó rồi chúng ta ngồi một hồi, cái bắt đầu nơi mình nó hiện cái âm thanh nó ra trong đầu của mình, thì bắt đầu cái thức chúng ta mới bắt đầu nó phân biệt cái âm thanh đó, để coi âm thanh đó là đúng, âm thanh đó là sai, âm thanh đó là hay, âm thanh đó là dở, âm thanh đó là lớn, âm thanh đó là nhỏ. Thì cái âm thanh hiện ra trong đầu chúng ta, cái hình sắc hiện trong đầu chúng ta, thì cái đó gọi là cái ý căn. Ý căn tức là cái căn chúng ta tiếp xúc với trần. Trong cái phù trần căn chúng ta tiếp xúc với cái trần bên ngoài thì nó lại có một cái loại nữa gọi là ý căn. Nên là gọi là ý căn. Nên một cái điều mà chúng ta phải biết thêm về cái căn, chúng ta thêm một cái căn này. Cái căn này mình nói là ý căn chứ thật từ trước giờ mình không có rõ cái này là cái gì á. Nói gì chúng ta thông cảm được ý căn rồi phải không? Thế lại nè, bây giờ mắt chúng ta thấy một cái gì đó, thấy rồi thôi. Qua cái chúng ta ví dụ như thấy một cái chùa, thấy một cái nhà, thấy cái núi, thấy cái gì, thấy bông, thấy hoa, thấy cái gì đó, chúng ta thấy qua một lần rồi thôi. Bây giờ chúng ta ngồi lại thì bắt đầu cái hình của cái núi nó hiện ra, cái hình của cái nhà nó hiện ra, hình của cái bông nó hiện ra.
Thì khi cái hình đó hiện ra thì cái thức chúng ta bắt đầu phân biệt cái đó là đúng sai, là đẹp là xấu, thì gọi là cái ý thức đã phân biệt nơi ý căn của mình. Chúng ta thấy trong đầu chúng ta nó nhiều lớp nhiều lớp không? Thế vậy là Đức Phật đằng này nói là cái ý thức, cái ý căn nó phát sinh do cái trần cảnh nó mới có ra. Tức là bây giờ á, cái ý căn không tự nó mà có, do cái mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi liếm á, lưỡi chúng ta liếm, thân chúng ta xúc chạm, nó mới có cái hình bóng đó, thì gọi là ý căn. Mà cái ý căn này á, nếu nói mà xuất phát từ mắt tai mũi lưỡi thân thì nó lại là thuộc về về nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, chứ không phải là ý căn. Ý căn nó không rõ ràng mà nó do từ các cái kia mới có cái ý căn này, thì ý căn này không phải là cái thật. Cho nên cái ý thức nó không phải xuất phát từ cái ý căn này, ý thức phải xuất phát từ ý căn này. Mà nếu như qua cái thấy biết rồi, ở nội tâm chủ mình của chúng ta nó còn lại những cái điều đó. Ví dụ như mình ngồi lại cái mình nghe cái thân mình nó, mình cảm nhận trở lại cái nóng của cái thân hồi nãy, tức là mình xúc cảm hồi nãy. Hoặc là ngồi đây cái chúng ta nhớ lại là cái lưỡi chúng ta nó ngọt ngọt, hoặc là chúng ta nhớ lại tới cái me cái lưỡi chúng ta nó có cái gì chua chua, ví dụ vậy. Thì vậy là cái tâm mà nhận biết được cái chua, cái ngọt này nó kia nó hiện nơi nơi tâm của mình á, thì đó gọi là ý căn. À, chúng ta phải nhận biết rõ ý căn này. Thì vậy là ý căn này theo Đức Phật phân tích thì nó không phải nó xuất phát từ từ một cái chỗ nào của cơ thể mình hết á. Nó không phải do não bộ mình, không phải do não bộ mình, mà nó lại liên hệ, tức là nó do cái sự hòa hợp của căn và trần, của năm căn hòa hợp với năm trần để nó sanh ra một cái loại đó gọi là ý căn của mình. Thì trong duy thức học gọi là lạc tạ ảnh tử, tức là cái thấy biết mà nó còn tồn động nơi tâm của mình. Cái lục căn, cái ngũ căn chúng ta tiếp xúc với ngũ trần, nó còn tồn tại những cái hình bóng, những cái âm thanh, những cái tướng dạng nơi tâm chúng ta, thì đó gọi là ý căn. Thì trong khi mà chúng ta ngồi không á, thì tự động những cái hình bóng nó hiện ra. Ví dụ bây giờ chúng ta ngồi, tôi nhớ là cái mặt của một người bạn mình bữa hôm qua, thì tôi nhớ là cái mặt người đó cười với mình vui, hoặc là nó nhăn nhó với mình nó buồn. Không? Rồi theo cái cười vui đó chúng ta bắt đầu có phân biệt tiếp là nếu mà người này vui có duyên thì mình có thể gặp lại, người này buồn thấy cọc cái quạo quá hơi mốt mình không chơi, ví dụ vậy. Thì vậy là cái thức bắt đầu nó hoạt động nơi cái hình bóng nó hiện ra nơi tâm, nơi trí chúng ta. Thì là do có ý căn, mà miếng ý căn này nó xuất phát từ cái sự hòa hợp của ngũ căn trước, nó mới thành cái căn này. Cái căn này nó tàn ẩn mà mắt chúng ta không thấy được, tai chúng ta không nghe được, chỉ có cái trí não, cái thức chúng ta mới nhận biết được nó. Và cái này nó không có một cái chỗ cố định hết. Đây là một điều rất là khó, phải không? Chúng ta ngồi lại nó muốn nổi gì nó nổi, phải không? Nó muốn nhớ tới cái hình bóng thì nó liền nhớ hình bóng. Cái hồi nó xẹt cái âm thanh của người này, cái hồi nó nhớ lại cái lời nói của người kia, hồi cái nó nhớ lại cái hình bóng. Nó cứ xáo trộn, xáo nhào, nó không có thứ tự, không có trật tự và không một cái vị trí cố định nào cả. Trong đầu chúng ta nếu mà ngồi nhìn lại nó không có cái gì trật tự, nó xáo nhào ở trong. Hồi thấy nhớ cái rừng núi, hồi nhớ cái chợ, hồi nhớ cái chùa, hồi nhớ cái làng, hồi nhớ cái xã, hồi nhớ sông, nhớ suối, nó lộn xộn xà ngầu, không có trật tự. Thì cái nhảy lộn xộn trong đầu chúng ta, cái đó là gọi là ý căn. Cái này gọi là ý căn. Thì cái ý căn này á, nếu chúng ta lầm thì nó trở thành cái gì riêng của mình. Mình cái vốn liếng của mình là tất cả những cái đó, đó. Ngoài cái đó ra nó không có cái gì là mình. Ý căn là cái mà nếu mà nhìn ở cái chiều duy thức học thì nó gọi là nó gần giống như là cái nó tương đương với cái thức thứ bảy, là cái mạt na thức. Tức là hàng này nó dựng lập ngã chấp của chúng ta. Nếu bây giờ ngồi nghiệm lại kỹ coi nha, mình không có tất cả những hình bóng âm thanh. Tức là bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại trong đầu của mình là không có hình bóng nào hết, không có âm thanh nào hết, không có một cái sự xúc chạm nào của ngũ trần trước kia đó, thì mình đâu có đâu. Mình không có. Khi mình rỗng lặng không có, mình giật mình muốn tạo dựng mình, muốn tách biệt mình riêng ra để thành cái gì đó, thì nó là một cái dạng nó dựng lập cái ngã chấp mình. Ý căn tức là một cái mầm móng nó khởi cái ngã chấp của chúng ta. Không có cái này cái tự động mình thấy mình mất. Không có ý căn là mình không có gì hết á. Bây giờ thử nghĩ chúng ta không có hình bóng, không có âm thanh gì trong đầu là mình có gì không? Tự động mình thấy chơi giới, tự động mình thấy chơi giới.
thì cái khoảng không hiện ra ở nơi mình, tức là mình tạm có một cái thoáng ý căn nó lắng, chứ không phải là hết. Chúng tôi nó lắng thôi, nó tạm lắng chứ không phải là hết đâu. Thế người dụng công tu tập là người phải nói là dụng công tốt đó, là làm chủ được ý căn này nè, chủ ý căn tự động. Họ dụng công đến mức nào mà không còn ý căn, tức là mình mất đi một đoạn, một khoảng không hiện ra nơi mình, tức là ý căn này nó mất rồi. Ý căn mất thì tự nhiên chúng ta thấy thế giới mất mình, mất mình. Rồi chúng ta cố phải nghĩ này nghĩ kia để có cái này cái kia thì chúng ta mới có cái chỗ bám lấy cái đời sống của chúng ta. Đây là cái chỗ mà cái chỗ hết sức là tinh tế trong đầu của mình. Nó là một cái nó khẳng định cái ngã chấp, nó dựng lập bản ngã chúng ta lên để thấy rằng mình thấy được cái này, mình thấy được cái kia, mình thấy được cái nọ, mình nghe được cái này, nghe được cái kia, nghe cái nọ, tức là mình không phải người kia, mình không phải người này, mình không phải người nọ, tức là cái sự phân chia giữa mình và ngoại giới, phân chia giữa mình và ngoại giới. Thì cái cấp độ này á, cái này nó luôn hiện hữu nơi mình, nó không mất, nhưng mà nó hiện hữu không có có rõ ràng gì đâu trơn á. Rõ ràng cái hồi cái mình nghe hai ba cái câu nói của người này, cái hồi cái mình nghe bản nhạc kia, cái hồi cái mình nhớ cái hình bóng nọ, cái hồi mình giận người kia, hồi giận người này, đủ thứ nó xáo nhào nơi tâm chúng ta vậy. Thì đó gọi là ý căn. Thì vậy là mỗi một cái hiện bóng, hiện hình, mỗi một cái hiện âm thanh, mỗi một cái hiện xúc chạm mà ở trong tâm chúng ta thì chúng ta liền có một cái sự phân biệt ở nơi đó, thì đó gọi là ý thức giới. Ý thức giới là phân biệt cái ý căn chúng ta, thì vậy là chúng ta thấy chúng ta có hai lớp ở trong đầu mình rồi. Tức là chúng ta có hình bóng, có âm thanh, và có cái sự phân biệt nơi hình bóng âm thanh đó, thì cái sự phân biệt đó gọi là ý thức giới. Chứ còn ví dụ như mình nhớ tới một người bạn của mình, cái mặt như vậy thì nó chưa có thành gì hết trơn, chưa có thành cái mặt này đẹp, chưa có thành cái mặt này xấu, chưa có thành cái mặt này vui, chưa có thành cái mặt này buồn, nó chỉ là hiện cái hình của người đó ra thôi. Nhưng mà khi có cái thức dự vào để nó phân biệt là cái mặt này bắt đầu đẹp hơn hôm qua, bữa hổm người gặp chỉ không đẹp như vậy, phải không? Hoặc là chúng ta nhớ lại cái bông hoa nào đó thì cái bông hoa nó hiện ra thì chúng ta nhớ là cái bông này mình gặp là không đẹp bằng cái bông bữa hôm trước, tức là ý thức mới bắt đầu hoạt động nơi đó. Thật ra cái ý căn nó gần như nó hiện hữu mà nó không có cái lực gì, mà chúng ta tu thì lại rất là sợ hãi cái căn này. Nó vừa hiện ra hình bóng, vừa hiện ra âm thanh là chúng ta cảm thấy khó chịu. Chúng ta muốn diệt trừ cái hình bóng, cái âm thanh này liền. Chúng ta muốn đè, muốn nén, muốn hơn, muốn thua là nó chỉ là một cái gì nó không có cố định, nó không rõ ràng, nó không có vị trí. Vậy mà mình hơn thua vậy đó. Mình không biết cái nguồn gốc nó xuất phát từ đâu. Thì ở đây Đức Phật lại lý luận để chúng ta thấy rằng cái nội căn, cái ngoại trần á. Giờ Đức Phật lý luận là nơi ý căn của chúng ta sinh, ý căn chúng ta bắt đầu sinh thì ở trong ý ắt có sự suy nghĩ phát sinh. Thật ra nó không phải là một cái dòng suy nghĩ nữa, nó ý căn là một cái dòng suy nghĩ là một cái điều nó cũng không hợp lý. Ý căn chúng ta nó không phải là một cái luồng tư tưởng để suy nghĩ đâu. Ví dụ như bây giờ nó tự phát sinh, nó những có những cái mà mình gọi là chủ động và bị động, hai cái nơi tâm của mình. Ví dụ như mình chủ động là cái gì? Mình thấy một cái bông, cái bắt đầu mình nghĩ ngợi trên cái bông đó, mình nghĩ cái bông này phải như vậy, được trồng vậy, được trồng thế kia, trồng thế nọ, trồng bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm gì đó, nó mới thành cái bông. Ví dụ đó là cái cách gọi là cái chủ động khởi, nơi tâm của mình. Và một cái thứ hai là chúng ta bị động khởi. Tự động nó khởi mình không biết, mình cũng không có kiềm được, nó cứ nó khởi nơi tâm mình, nó muốn khởi gì nó khởi, nó thương ai nó thương, nó ghét ai nó ghét, mình không có can dự được, không có dừng lại được, thì đó gọi là cái bị động khởi, có hai cái. Hoặc là gặp một cái hoàn cảnh nào đó bất thường, thế ra tự động chúng ta bị sợ, bị giật mình, bị lo lắng, bị dao động vân vân, thì cái đó thuộc về cái dạng bị động khởi nơi căn của chúng ta. Cái điều này nó hết sức là phức tạp. Đến cái chỗ này thôi á, mà một người mà rõ được cái ý căn là một điều khó đó. Mà cái này nó luôn hiện nơi đầu của mình, nên là điều rất là lạ. Thì vậy là cái hiện ra hình bóng, hiện ra âm thanh đó, nó gần giống như cái tưởng ấm, giống như tưởng ấm mà từ lâu nay mình nói. Thì cái này nó chợt có, nó chợt mất, không rõ ràng, không có nằm ở đâu cố định hết. Chúng ta tìm nguồn gốc nó là không bao giờ chúng ta tìm được. Mà chúng ta muốn gìn giữ nó, chúng ta cũng không gìn giữ được. Cả hai cái là chúng ta phải biết. Một là chúng ta không thấy được nguồn gốc nó từ đâu phát sinh. Hai là chúng ta không thể gìn giữ nó lâu dài. Vì nó vốn không có nguồn gốc cho nên nó không tồn tại. Chúng ta hiểu được ý này để chúng ta được
cái gì, được cái yên là dù nó khởi kiểu nào là mình cũng biết rõ ràng là nó không có nguồn gốc và nó không tồn tại. Cái khởi nhiều thì mình cũng biết rõ ràng là nó không nguồn gốc, không tồn tại. Nó khởi ít thì mình cũng biết rằng nó không có nguồn gốc, không tồn tại, nó không có bền, nó không có thật. Tìm một cái vị trí sanh ra nó thì không có, nhưng mà nó luôn hiện hữu, là một điều rất là lạ. Cho nên con người ta khi nào mà làm chủ được điều này, tức làm chủ được ý căn của mình, thì cái đời sống bắt đầu nó có một chút trật tự trở lại. Còn ý căn chúng ta rất là khó làm chủ, nó luôn xáo nhào, nó luôn thay đổi. Cái Đức Phật ở đây nói là nếu nhân nơi ý căn sinh thì ở trong ý ông ắt có suy nghĩ phát minh cái được cái ý của ông. Nếu không có pháp trần ở trước thì không thể sinh, rời duyên trần ý căn còn không có hình tướng thì ý thức sẽ dự vào cái việc gì? Tức là nếu bây giờ mình chưa có thần thấy cái gì, đó giờ mình chưa có thấy cái hình bóng nào hết thì mình có thể tưởng tượng ra cái hình bóng nào không? Không có. Mình chưa từng nghe âm thanh nào hết thì bây giờ kia mình tưởng tượng âm thanh nào không? Không bao giờ có. Ví dụ như nói bây giờ mình cứ tưởng tượng cái âm thanh của trời, mấy ông trời nói chuyện ra làm sao thì mình hoàn toàn mình không biết. Giống như mình nói là cái loài cua nó có một cái ngôn ngữ riêng, nó nói chuyện ra làm sao mình cũng thể tưởng tượng được, tại vì mình chưa từng nghe. Thì cái gì mà mình chưa từng thấy thì mình không thể tưởng tượng ra rồi. Cái gì mình không từng nghe thì không thể tưởng tượng ra được. Nếu mà không có trần duyên với căn thì không có ý căn, mà không ý căn thì cái ý thức không có chỗ để phân biệt. Ý thức không chỗ phân biệt. Cho nên là cái ý thức, ý căn này nó không có thật. Ý Đức Phật cũng nói là cái chỗ không thật. Cái thứ hai nữa là Đức Phật đặt vấn đề là cái ý căn này là và cái thức phân biệt của ông đồng hay là khác. Chúng ta mới xác định là cái đồng hay khác của ý căn và cái ý thức này. Nếu mà Đức Phật nói là đồng á, thì nó không có phân biệt được. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ tới cái chuyện là hôm qua mình đi chợ mình có món quà mình mua mình thích, thì tự động cái hình bóng của món quà đó nó hiện ra tâm chúng ta. Thì chúng ta liền có cái thức phân biệt, chúng ta thích cái món quà đó hoặc là không thích món quà đó. Còn nếu như bây giờ ngày hôm qua mình không mua món quà đó, mình không gặp món quà đó, mình không gặp cái vật đó, thì mình sẽ không có cái thích thú đó. Thì cái phân biệt để thích hay là không thích là cái phân biệt của ý thức. Còn cái hình bóng món quà mà hiện ra nơi tâm là ý căn. Đức Phật mới hỏi chúng ta là cái ý căn này là cái và cái thức phân biệt là đồng hay là khác. Nếu đồng thì nó không thể phân biệt được. Đồng thì không thể phân biệt được, mà đã phân biệt được thì nó rõ ràng là nó không đồng. Mà cái ý chúng ta phân biệt được là do cái căn và cái trần nó hợp nhau, nó mới sanh ra cái ý căn. Cái phù trần căn á và cái ngoại trần nó gặp nhau, nó mới sanh ra được cái ý căn. Nó khác thì nó không có đồng thì sẽ không có sự phân biệt. Ở đây Đức Phật lý luận có hai cái. Một, nếu nó đồng thì nó không thể phân biệt nhau được rồi. Đồng thì căn và thức là không thể phân chia. Còn nếu nó khác á, nó khác thì cái này nó không có giống cái kia, nó không có căn hệ gì đến kia thì nó không thể phân biệt được. Đó là hai ý. Chỉ có hai cái tính đồng và khác không thành thì cái giới nhân đâu mà lập. Thì bây giờ từ cái ý căn mới sanh cái ý thức giới. Không có ý căn thì ý thức giới không thành. Mà ý căn có là do cái trần nó hợp với cái căn thân của chúng ta mà nó sanh ra một loại ý căn, rồi ý thức phân biệt, ý thức giới mới phân biệt. Còn bây giờ ý căn và ý trần nó không có hòa hợp, không thành với nhau thì sẽ không có ý thức giới và sẽ không có giới. Nếu nhân nơi pháp trần sinh ra thì các pháp trong thế gian chẳng rời năm trần. Ông hãy xem xét các sắc thanh hương vị xúc có tướng tạng rõ ràng, do đối với năm căn đều chẳng thuộc về phần thu nạp của ý căn. Đó, đây Đức Phật khẳng định lại, nếu mà tất cả những cái đó nó sanh ra từ năm cái trước, tức là sắc thanh hương vị xúc á, thì nó thuộc về năm căn kia chứ nó không phải là phần ý căn. Mà nếu không có năm căn kia thì dứt khoát ý căn này nó sẽ không có. Vậy là cái chỗ ý căn này nó là một cái gì? Nó không thật, nó được sẵn, nó được có ra là từ cái căn năm căn trước, nó tiếp xúc với năm căn, năm trần bên ngoài mà nó sanh ra cái hình bóng âm thanh nơi tâm chúng ta, thì cái đó gọi là ý căn. Và cái thức giới chúng ta lại căn cứ nơi đó để mà phân biệt. Thì bây giờ cái ý căn nó không có nơi ngoại trần sanh ra,
Tại vì ngoại trần sanh ra là do năm căn kia chứ không phải do ý căn sanh. Rồi nó cũng không phải là do nơi trong thân căn của mình sanh ra. Trong thân căn của mình là nó không có nằm ở chỗ nào hết để nó có. Thì vậy là thức căn cứ nào đâu để mà phân biệt. Cái điều này là một cái điều mà hết sức là khó, phải không? Thì vậy là Đức Phật phân biệt để cho chúng ta thấy rằng ý căn nó không có thật. Ý căn nó không có thật. Và cái ý thức giới này cũng vốn không luôn. Cho nên ở đây Đức Phật lại nói nếu ý thức của ông quyết định là nương với pháp trần mà sinh á, thì ông nay hãy xét kỹ mỗi pháp có một tướng trạng gì. Nếu rời sắc không động tịnh thông bích hợp ly, sinh diệt vượt ngoài sắc tướng này thì rốt ráo không thành một pháp nào cả. Tức là nếu không có cái sáng, là không có cái tối, là không có cái thông, không có cái bích, không có cái động, không có cái tịnh, không có cái ly, không có cái hợp, thì ngoài tất cả những cái đó thì lấy ở đâu mà tạo ra cái pháp trần ở trong tâm chúng ta? Pháp trần trong tâm chúng ta sẽ không có. Thì chúng ta mới thấy một cái điều mà cái pháp nó hiện nơi tâm chúng ta để ý căn chúng ta tiếp xúc được, để ý thức chúng ta phân biệt đó, là do cái hình tướng bên ngoài, phải không? Do hình tướng bên ngoài. Tức là do thông, là do bích, là do ánh sáng, là do màu sắc, là do âm thanh, do mùi vị, do xúc chạm gì gì đó. Nơi năm căn chúng ta mới tạo ra một cái loại gọi là pháp trần. Pháp trần. Thì cái pháp trần đó đó, cái căn chúng ta nó mới tiếp xúc, ý căn chúng ta mới tiếp xúc được nó. Nhận biết cái căn chúng ta nhận biết nên pháp trần đó, thì lúc này chưa có thành cái gì hết. Rồi sau khi mà cái căn chúng ta nhận biết được cái pháp trần này, thì cái thức mới bắt đầu phân biệt để thành cái phải, cái quấy, cái đúng, cái sai nơi tâm mình. Tức là khi mà chúng ta nhận định một cái điều vui, một điều buồn, điều đúng, điều sai là nó có tới ba cái rồi. Có cái pháp trần, có ý căn và ý thức căn dựa vào, nó mới thành một cái giới. Thì tùy cái xảy ra nơi mỗi căn tạo nên một cái loại pháp trần. Thì ý căn chúng ta có một cái sự cảm nhận và cái thức giới bắt đầu phân biệt nơi đó mà thành hình là thuộc cái loại giới nào, giới nào. Như vậy là tới cái phần thứ sáu là Đức Phật muốn phân biệt từ cái nơi ý căn của chúng ta. Ý căn chúng ta nhận được cái pháp trần, tức là cái hình bóng mà nó còn sót động lại sau khi cái tiền ngũ căn chúng ta tiếp xúc với ngũ trần. Thì lúc đó cái thức chúng ta nó bắt đầu phân biệt. Cả ba cái điều này Đức Phật lại cho nó là không. Là cái pháp nhân cái này nó mới có. Rồi cái ý căn nhân nên pháp trần mà nhận định. Rồi cái ý thức giới nhân nơi cái ý căn nhận định pháp trần nó mới có ra cái ý thức giới. Cả ba cái này nó giống là không. Như vậy là Đức Phật nói là trong ngoài các cái tướng thông bích này nọ kia rốt ráo không thành cái pháp nào cả. Cái pháp không thành thì lại sinh các cái pháp sắc không đều sinh rồi diệt, thì các sắc không đều diệt. Nguyên nhân đã không thì cái thức do đó sinh ra còn không có hình tướng gì. Hình tướng chẳng có thì làm sao lập thành giới. Tới bây giờ cái có không á, nó nhân nên pháp. Ví dụ như có pháp nó sanh thì nó có sự phân biệt của ý thức. Còn nếu mà cái pháp đó, tức là cái trần nó không có để căn nó tiếp nhận cái pháp kia, thì nó lại diệt đi. Còn nếu mà trong tâm chúng ta nổi một cái hình tướng nào lên, nổi một âm thanh nào lên nơi đầu của mình, thì ý căn chúng ta tiếp nhận điều đó và cái ý thức giới bắt đầu phân biệt, thì nó là gọi là sanh ra. Còn nếu mà trong tâm chúng ta không có cái pháp nào hết, thì cái căn không do đâu để mà nhận biết, thì cái ý thức giới không có chỗ để phân biệt, thì là gọi là cái ý thức giới. Cái giới thứ sáu á, là căn, cái ý căn, cái pháp trần và ý thức giới, cả ba cái này nó giống là không. Thế nên phải biết cái ý căn pháp trần làm duyên sinh ra cái ý thức giới, cả ba này đều là không. Ý căn pháp trần và ý thức giới cả ba vốn chẳng phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Tức là thu ở đây thu 18 giới. Thì cái đoạn này chúng ta thấy một cái điều rất là khó khăn cho mình ở cái chỗ là chúng ta phải nhận định cho rõ ràng á, lục căn, lục trần và lục thức của mình gọi là 18 giới này. Đức Phật muốn nói nó không phải thật, nó không phải có thật. Nó không có một cái vị trí cố định nào để được sanh ra căn trần và thức. Nó vốn là không, nó vốn là không. Nếu mà căn trần không hợp nhau thì sẽ không có thức. Mà do căn
cái thức đó không phải xuất phát từ căn, cũng không phải xuất phát từ trần. Riêng ở nơi căn thì không có trần, mà không có cái căn không, không có trần thì cái thức không có chỗ để phân biệt. Hoặc là cái trần có không, ví dụ như có hình sắc không mà mắt ta chúng ta không thấy thì chúng ta cũng không phân biệt. Ví dụ ngồi đây mà cái hình sắc của cái nhà phía sau chúng ta không thấy, kêu chúng ta phải phân biệt cái nhà phía sau lưng chúng ta là không cách nào chúng ta phân biệt được. Đó thì như vậy là cái căn và cái trần là hai cái riêng biệt. Khi hai cái này nó chạm nhau, nó hòa hợp nhau thì mới có cái ý thức. Thì vậy là trong cái thoáng chốc nó chạm nhau đó thì cái thức giới bắt đầu sanh ra. Thì cả ba cái này nó đều là không thật, không thật. Nó vốn là không, nó không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên. Cái điều này thấy rất là khó phải không? Học cái này chúng ta thấy khô còn hơn là nhai rôm, nhai rôm khô. Kinh Lăng Nghiêm có những người không chuyên môn á, họ đọc họ bỏ. Nếu mà chúng ta là cái người mà giống như là muốn tìm hiểu kiến thức á, thì chúng ta sẽ dễ chán với bản kinh này, tại vì nó khó vô cùng. Nhưng mà học cái điều này nếu mà chúng ta khéo trong cái 18 giới này thôi, chúng ta khéo một chút, chúng ta sẽ có một cái đời sống an ổn liền ngay tại đây. Là tại vì khi mà căn trần và thức á, mà chúng ta nhận định rõ ràng ba cái này nó là không rồi á, thì khi chúng ta thấy cái việc đúng, việc sai, việc hay, việc dở, việc phải, việc trái, việc hơn, thua trong trần gian thì tự động nó là không với mình liền. Nếu chúng ta nhận định đúng theo cái ý Đức Phật muốn nói ở chỗ này là lục căn chúng ta và lục căn trần cũng như lục thức hoàn toàn thành không liền ngay tại đây. Cho nên cái chuyện thấy nghe hay biết chúng ta nó liền ngay khi đây nó rỗng, nó không có một cái gì chất chứa lại với chính mình để cho mình không phải khổ đau. Nhưng từ trước đến giờ mình thấy có căn thật, chúng ta thấy có trần thật và chúng ta thấy có cái thức thật. Thì cái giới này là cái gì rất thật ở nơi mình. Cho nên khi mà mắt chúng ta thấy sắc thì cái sắc nó đẹp thiệt và nó xấu thiệt, nó phải thiệt hoặc là nó quấy thiệt. Cái gì mà đối với chúng ta là nó thiệt chứ nó không có phải là không, không phải là giả. Cho nên sau đó thì chúng ta bắt đầu buồn khổ. Ý niệm khởi lên buồn khổ xuất phát từ thân căn chúng ta rồi, cái thức chúng ta phân biệt là cho những ý niệm là nó là thật cái nữa, để chúng ta chấp chơi cái đó thì chúng ta mới bị khổ đau. Còn ở đây Đức Phật muốn phá đi cả căn, cả trần và cả thức chúng ta. Thì vậy là cả đời sống của chúng ta luôn luôn là chúng ta luôn dao động bởi 18 giới này. Chứ là cái giới là một cái gì khu biệt cả đời sống mình không thoát ra được. Thì ở đây Đức Phật muốn phá đi cái vòng rào này để tất cả chúng ta đều nhận biết. Nếu mà chúng ta nhận biết được căn trần và thức của mình giống là không á, giống là không phải nhân duyên, không phải tự nhiên á, thì chúng ta liền có đời sống giải thoát liền. Đọc thì lòng vòng lý luận luận dung tung, nhưng mà cái ý chính của Đức Phật muốn nói đây là căn chúng ta tiếp xúc với trần và có cái thức phân biệt nó là không, nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Đơn giản là chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà lý luận từ nãy giờ nó nghe nó rối rối như vậy đó. Nhưng mà cái chính là Đức Phật muốn nói căn trần và thức của mình là nó không thật, nó vốn là không, nó vốn là không. Mình đã vốn là không và nó không phải do nhân duyên, nó không phải do tự nhiên. Thì vậy là khi mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, là căn chúng ta tiếp xúc với pháp, thì nó mới có căn trần thôi. Thì trên đó nó có cái thức phân biệt gọi là cái thức giới. Thì cả 18 cái điều này nó không thật, nó không có rõ ràng, nó không có nhân duyên, không có tự nhiên. Mà khi chúng ta nhận định một cách rõ ràng những cái này nó không phải do nhân duyên, không phải tự nhiên, thì từ đây về sau căn trần còn dính nhau, tự động chúng ta thoát khỏi cái vướng mắc của căn trần liền. Và cái thức, chẳng những cái căn chúng ta không dính mắc với cái trần mà cái thức cũng không có sanh phân biệt nơi đó, thì là tự tại giải thoát. Ý Đức Phật muốn nói cái điều này. Chúng ta có một cái mà nó phân biệt được căn trần và thức ngay tại đây. Cái đó nó không dính nơi căn, cái đó nó không dính nơi trần, cái đó nó không dính nơi thức của chúng ta. Đó là cái mà Đức Phật muốn nói. Tức là Đức Phật muốn nói là căn trần thức ba cái này nó không có là cái gì hết, nó chính là cái diệu minh sáng suốt của mình. Thì phần sau Đức Phật mới kết luận. Ở đây Đức Phật chỉ phá cái giả để lộ ra cái thật. Ý Đức Phật là như vậy. Đức Phật chưa muốn nói tới cái điều kia. Nãy giờ chỉ lý luận để phá vỡ cái giả, cái không thật thôi. Tức là căn trần thức chúng ta là không, là không có, là không thật, là không có cố định, là không có chủ thể. Nó vốn là không, nó không do nhân duyên, không do tự nhiên. Thì chúng ta phải nhận biết được căn trần mình là ngang ở tầm này để chúng ta có được một cái nhận định đúng.
Nếu mà chúng ta nhận định thật rõ ràng để căn trần thức thì đủ để cho chúng ta có thể sống tự do tự tại được rồi đó. Cho nên mỗi một cái phần, mỗi một cái đoạn kinh là Đức Phật muốn chỉ tới cái chỗ vượt ngoài cái tầm giới hạn của cái thức, cái này gọi là thức giới, thì muốn đưa cho chúng ta ra bên ngoài cái thức giới này, muốn cho chúng ta thoát ra ngoài cái sự lấn quấn nơi tâm thức của chúng ta từ trước đến giờ, để chúng ta có một cái đời sống thực sự tự do. Phải làm sao mà mình nhận định được căn trần thức này là không mới được. Từ trước đến giờ mình thấy có cái mắt mình thiệt và có hình sắc thiệt, để chúng ta phải phân biệt là cái này nó đẹp thiệt, cái này nó giả thiệt. Nói gì thì nói chứ trong tâm mình nó chưa tháo gỡ được cái này. Chúng ta nghe một âm thanh là khen mình nó thiệt hay là chê mình nó thiệt, nói về mình nó đúng thiệt hay là nó sai thiệt, chứ chúng ta chưa bao giờ thấy nó giả, đúng không? Chưa bao giờ. Cho nên rồi người ta nói nặng bệnh câu cái mình nghe khó chịu, khen bệnh câu cái mình nghe mình vui lên. Mới khen khen hai ba câu cái người ta chửi một câu cái mặt sụ xuống liền. Không? Vì sao? Vì chúng ta bị động với cái âm thanh, là căn chúng ta vẫn còn thiệt với mình, trần cảnh vẫn còn thiệt với mình. Ở đây Đức Phật muốn cho chúng ta biết là căn này nó không có thật, trần này nó cũng không thật, và cái ý thức phân biệt căn trần này nó cũng không thật nữa. Thì khi căn trần thức này nó có một cái căn trần nó hòa hợp nhau thì cái ý thức nó phân biệt. Và khi cái ý thức nó phân biệt cái căn cái trần này, nó vốn là không, cả ba này nó vốn là không. Chúng ta phải có một cái nhận định thật rõ ràng về lục căn, lục trần và lục thức của chúng ta. Một lần như vậy trong đời này thì coi như cái đời sống chúng ta nó thoát ra ngoài cái lầm mê trong sanh tử. Chúng ta có một cái gì đó nó đang phân biệt căn trần và thức. Cái đó nó biết không do căn mà biết. Cái đó nó biết không do trần mà biết. Cái đó nó biết cũng không do thức. Cái biết đó nó vượt ngoài căn trần và thức. Đó là cái ý mà Đức Phật muốn nói ở bên sau. Ở đây Đức Phật chỉ muốn cho chúng ta thấy rõ ràng căn tầng thức này nó không có nhân duyên, không có tự nhiên. Nó không có một cái chỗ nơi cố định, nó không có thật. Chúng ta phải thấy rõ ràng như vậy với chính mình một lần ở trong đời này của mình. Người học đạo mà chưa có một lần nào mà chúng ta thấy căn trần thức này là không thật á, thì chúng ta không có thể vượt qua cái gì được đâu. Trong đời này chúng ta không giải quyết được cái gì. Mặc dù lý luận lung tung nhưng mà chúng ta phải hiểu như vậy. Thì vậy là khi về nhà, chúng ta ngồi đâu á, hoặc là chúng ta tiếp xúc với bất kỳ một hoàn cảnh nào, thì chúng ta nghĩ là từ sáng sớm cho tới chiều tối là có cái gì ngoài cái này không? Chúng ta không thấy thì chúng ta cũng nghe, không nghe chúng ta cũng ngửi, không ngửi thì chúng ta cũng nếm, không nếm thì chúng ta cũng xúc chạm, không xúc chạm thì cái pháp trần nó cũng hiện nơi tâm chúng ta. Để rời lên mắt chúng ta phải thấy hình sắc, tai chúng ta phải nghe âm thanh, mũi chúng ta phải ngửi mùi, lưỡi chúng ta phải nếm vị, thân chúng ta phải xúc chạm và cái căn chúng ta phải tiếp xúc với cái pháp trần đó. Gần như không có phút giây nào vắng. Và nếu như bây giờ mình có nằm xuống, mình nhắm mắt, mình bịt tai hết đi thì pháp trần vẫn hiện ra. Chúng ta còn một cái căn cuối cùng là cái pháp trần, phải không? Để hiện hết hình bóng này tới hình bóng kia, hiện hết cái lời khen này tới cái lời chửi kia, những cái lời ca hay tới những cái tiếng đền, những cái lời thơ, những tiếng nhạc vân vân, nó ồn ào xả ra nơi mình. Rồi mình tiếp xúc những đó để bắt đầu mình buồn thương giận ghét trên những cái này. Chúng ta không thoát ra được. Cả đời của mình bây giờ nói mình sống cái gì mà ngoài những cái này không? Không có. Chúng ta không có làm sao mà thoát ra được hết. Nếu chúng ta không thấy cái này là huyễn giả, là không thật, thì cái đường nào để chúng ta thoát ra? Không có lối để chúng ta thoát. Cho nên Đức Phật muốn cố tình cho chúng ta nhận định được cái điều này là không thật để chúng ta thoát. Bây giờ chúng ta nằm xuống cái gì là thoát khỏi cái pháp trần. Bây giờ coi như mà chúng ta đóng bít hết 5 căn à. Còn căn 6 cuối cùng phải không? Tức là cái căn thứ 6 của chúng ta là ý căn á. Chúng ta làm sao trốn thoát được ý căn của mình nè. Chúng ta làm sao giải quyết yên cái này nè. Là chúng ta mới thoát ra được. Còn không là chúng ta bị rối suốt á. Bị rối suốt. Thật ra nếu mà một người nào mà thoát được cái ý căn của mình, thì cái ý thức giới chúng ta vượt qua ngoài, là chúng ta đã giải quyết được 18 giới. Còn không là chúng ta không có lối thoát. Chúng ta tu gì tu, thiền định chỗ nào, công phu cỡ nào đó, mà những cái này nó vẫn còn trói mình. Chúng ta còn ở trong cái dòng kiềm tỏa của nó gọi là 18 giới. 18 giới là một cái dòng rào
giới nó giống như một cái ranh, một cái rào để chúng ta lẩn quẩn quẩn trong đó suốt cả đời này và kiếp nọ, chứ không phải đời này không. Giờ này mà bây giờ chúng ta nghiệm lại ngay giờ phút này mà mình không thoát ra được á, cho tới cuối đời này chúng ta cũng không thoát ra được, và mãi mãi chúng ta cũng bị ở trong cái dòng này, không thoát ra được. Thế người tu chúng ta phải có một cái lần, một lần trong đời chúng ta biết không thông qua căn trần thì chúng ta mới thoát ra. Còn nếu mà chúng ta biết còn trong căn trần là chắc chắn chúng ta không thoát. Cho nên nếu mà ai trong đây có một cái câu nói mà thoát được căn trần, người đó đã thoát ra được. Chúng ta học đạo lâu nay, bây giờ chúng ta đặt cái nhau câu hỏi, tức là xin nói giùm tôi một câu mà thoát khỏi căn trần. Ai là người đủ sức để bước ngoài căn trần thì người đó giải thoát khỏi cái sanh tử này. Còn không, chúng ta không có cửa để thoát. Chúng ta chưa bao giờ có một cái câu trả lời thông thạo điều này, tức là chúng ta chưa có một cái câu mà thoát khỏi căn trần á, thì sanh tử này chúng ta chưa xong. Chúng ta có giỏi cỡ nào thì chúng ta phải có cái đó. Thần thông phép màu gì không cần biết, mà chưa giải quyết được điều này là chưa được chấp nhận, chưa được chấp nhận. Và rõ ràng là không phần cần phải người khác chấp nhận chúng ta đâu, mà chính bản thân mình cũng không thể chấp nhận nổi, là mình vẫn còn bị quấn, vẫn còn bị trói buộc, vẫn còn bị giới hạn trong cái dòng căn trần này, chúng ta không thoát ra. Thì tu tập cái chính của chúng ta là chúng ta vượt thoát được. Không phải vượt thoát là chúng ta chạy đi đâu, nhưng mà ngay nơi căn trần này mà chúng ta không dính được á. Ai là cái người mà không dính mắc căn trần một lần trong đời của mình? Thực sự nó có cái hiện hữu ngay tại đây của mình á. Quý vị thấy bây giờ nếu mà mình đang nghe cái âm thanh nè, mình đang ngồi ngay đây mình nghe âm thanh rất rõ ràng. Chỉ vì là âm thanh là trần phải không? Cái căn mình, cái đang nghe phải không? Rồi bắt đầu cái thức mình phân biệt âm thanh phải không? Có ba cái rõ ràng. Lúc nào nó xảy ra bất kỳ một cái tình huống nào là nó liền xảy ra ba cái. Mắt chúng ta thấy hình sắc, thì sắc tức là trần, mắt chúng ta là cái đang thấy. Và cái phân biệt nơi cái chúng ta đang thấy đó gọi là cái thức. Thì ngoài cái đó ra chúng ta còn cái gì hơn nữa không? Đó là vấn đề. Cái chính là chúng ta nhận được cái gì nó ngoài cái căn trần và thức này nè. Ý Đức Phật muốn nói vậy, Đức Phật muốn phá cái căn trần thức để chúng ta nhận được cái nó hơn căn trần thức này. Đó là chỗ Đức Phật muốn dạy chúng ta. Thật ra rõ ràng là ví dụ như bây giờ mình ngồi đây nè, mình thử một cái. Mình ngồi đây mình nghe âm thanh nè, nghe âm thanh rồi cái mình có cái sự phân biệt âm thanh này hay nè. Cái đoạn này giảng mình vừa ý nè, đoạn này giảng nghe khó nghe nè, không? Chúng ta đang nghe như vậy, chúng ta luôn có cái sự phân biệt đó. Nhưng mà không phải cái nghe và sự phân biệt đó là hết. Nó vẫn còn cái gì ở đằng sau đó đó. Chúng ta phải khéo nhận cái gì ở đằng sau đó đó, là chúng ta mới thoát ra căn trần thức. Bây giờ mình đang phân biệt, nhưng mình có cái nhận định ở bên sau cái sự phân biệt này không? Đó là vấn đề. Chúng ta đang thấy hình sắc phân biệt hình sắc đó, nhưng mà ta còn có cái gì bên sau cái sự phân biệt hình sắc này hay không? Đó là cái ý Đức Phật muốn nói. Nếu một người nào mà khéo hay ra được mình vẫn còn cái bên sau nó, bên ngoài cái căn trần thức này, thì người đó ở trong kinh gọi là nhận được tánh. Lúc nào cái đó nó cũng hiện hữu, và tất cả những cái căn trần thức đều xuất phát từ cái đó. Đây mới là cái điều rất lạ. Cái trần nó có ra cũng từ cái đó. Cái thức nó có ra cũng từ cái đó. Cái căn chúng ta có ra cũng phát nguồn từ chỗ này. Mà chúng ta chỉ nhận cái căn, cái trần, chứ chúng ta không nhận được cái nguồn phát sanh căn trần này. Cho nên chúng ta bị lầm ở bên ngoài, ra khỏi cửa. Và nếu chúng ta quay lại, chúng ta có thể nhận được, tức là trong lúc chúng ta đang thấy nghe này, mà chúng ta để yên mọi cái, chúng ta đừng có làm thêm cái gì á, đừng có còn cái thói quen mà phân biệt lấy bỏ nữa đó. Chúng ta phải tập làm sao chúng ta hết cái thói quen phân biệt lấy bỏ đi. Trong tất cả những tình huống của cuộc sống của mình bắt đầu tu tập lại á, bắt đầu tu tập lại, là mình sẽ buông lỏng mình ra để đừng có
tiếp tục phân biệt lấy bỏ một lần, hai lần nào đó trong đời của mình. Trong lúc mình ngồi không cũng được, trong lúc mình trong vô mùng mình chuẩn bị mình ngủ cũng được, trong lúc mình ngồi một mình hoặc ngồi giữa đám đông cũng được, là chúng ta bắt đầu thực hiện cái công phu đó liền. Công phu đó không phải là mình vận dụng làm thêm cái gì, mà là thả lỏng, không tiếp tục làm nữa, không tiếp tục làm cái gì hết đó. Chúng ta không có cho mình hoạt dụng cái gì nơi thân, nơi tâm của mình nữa. Cứ thả lỏng buông thư như vậy, để mình rớt vào một cái trạng huống là nó không có, có so đo, không có phân biệt, không có lấy bỏ, không có theo bên này, không theo bên kia một lần với chính mình. Thì quý vị cũng thấy một cái điều kỳ diệu, ở bên sau cái phân biệt lấy bỏ, nó là một cái cảnh giới mênh mông, sáng suốt, nhiệm màu của chính mình. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình phải phân biệt, mình phải so sánh, mình chọn cái này, mình lựa cái kia nó mới là tốt, không phải. Còn chọn lựa là không có cái gì tốt hết. Thì vậy là tự động, nếu mà chúng ta nhận được cái điều này rồi là cái căn trần thức nó không có còn dính dấp gì với mình nữa, tự động mình thoát ra. Mà chưa có một lần như vậy là chúng ta không có cách, không có cách thoát. Và đời này chúng ta không thoát ra được thì mãi mãi những đời kiếp sau chúng ta cũng là như vậy thôi. Chúng ta có đi đâu, chúng ta có ở đâu thì cũng căn trần ý thức này quấn lại, không thoát ra. Gọi là cái giới như vậy mới gọi là giới. Là một cái gì đó, là một cái dòng rào mà chúng ta không có thoát ra bên ngoài được. Nó gìn giữ, nó khu biệt chúng ta lại trong cái dòng đó, chúng ta không có ra được thì gọi là giới. Gọi là 18 giới. Đó thì cả đời chúng ta, cả đời sống này nếu chúng ta nghiệm lại thì không có cách nào chúng ta thoát ra ngoài. Cho nên là cái ý Đức Phật một lần nữa là chúng ta muốn nói lại cái cuộc đời tu của mình. Tất cả những người tu, dù chúng ta là ai ở trong cái cuộc đời này, chúng ta tu giỏi tu dở thì không biết, mà nếu chúng ta thoát được căn trần thức là được. Còn chưa thoát được căn trần và thức này thì chúng ta là cái người bị lẫn quẩn trong sanh tử tiếp nối, chứ không có cách nào chúng ta ra được. Một người giải thoát là người tự tại giới thập bát giới này. Một người không bị vướng vào trong thập bát giới này thì gọi là người giải thoát. Thì chúng ta phải sống làm sao để mà cái 18 giới này không còn là vấn đề với mình nữa. Mình tự tại ở nơi đó là xong cái công việc tu tập của mình. Còn nếu mà chúng ta còn vướng lại là chúng ta chưa xong. Đó là cái ý của cái thập bát giới mà ở đây Đức Phật muốn thu, Đức Phật dụng từ là thu thập bát giới. Để thấy rằng là 18 giới là không có thật, không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên. Mà ở nơi chúng ta, hồi trước Đức Phật đã nói cái gì? Không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên. Đức Phật nói cái tánh thấy của mình không phải do nhân duyên, không phải tự nhiên, đúng không? Từ trước giờ Đức Phật chỉ mới đụng tới tánh thấy thôi, chứ Phật chưa nói sâu. Thì ở đoạn trước là Đức Phật đã nói tánh thấy không phải do nhân duyên, không phải tự nhiên rồi. Cho tới đoạn này là Đức Phật nói tới cái ngũ quẩn, rồi cái thập nhị nhập, thập bát giới của chúng ta. Tất cả những cái này đều không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên. Đó là cái điều mà Đức Phật muốn nói. Để rồi trong suốt quá trình nếu phân biệt bảy đại sáu thức gì ở phần sau nữa đó, thì Đức Phật cũng cho chúng ta thấy một cái điều không phải do nhân duyên, không phải tự nhiên. Nếu tất cả những cái gì trong đời sống này mà chúng ta thấy suốt, chúng ta thấu suốt nó không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên, là chúng ta thoát khỏi cái dòng sinh tử này liền. Còn nếu mà chúng ta còn thấy trong dòng nhân duyên, chúng ta còn thấy trong dòng tự nhiên là chúng ta chưa thoát. Cái ý của Đức Phật muốn dẫn chúng ta như vậy. Thì để sau này chúng ta có nghiên cứu thêm, chúng ta có học hỏi thêm, thì chúng ta cũng phải hiểu cái ý này của Đức Phật. Đức Phật muốn chỉ chúng ta cái nằm ở ngoài nhân duyên, ngoài tự nhiên. Chúng ta có một cái không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên. Thì cái đó là cái mà Đức Phật muốn chỉ mình. Cái đó mới thoát ngoài cái dòng sanh tử luân hồi, cho còn tất cả mọi cái đều bị vướng lại cả. Chắc là chúng ta sẽ ngừng cái buổi nói chuyện lại ở đây. Ở cả tháng sau là chúng ta học ngày mấy ta? 26 tháng 6 là chúng ta sẽ tiếp tục học. 25 tháng 7 thì tổ chức Vu Lan là tháng sau. Nhưng quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô
trí vô cùng thể nguyện tu như lai vô lượng thể phụng sự Phật đạo vô thường thể nguyện.